giá của Biển Đông với trên 42.000 km đường thủy, 266 cảng biển và hàng trăm cửa khẩu quốc tế quốc gia lớn nhỏ khác nhau nằm dọc chiều dài đất nước. Vậy nên vận tải biển của Việt Nam có rất là nhiều tiềm năng phát triển, có thể dễ dàng tiếp cận với các đại dương cũng như nhiều nước và vùng lãnh thổ Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore. Ngoài đó, bên còn có nhiều tài nguyên và nhiều khoáng sản hiếm, đặc biệt là dầu khí. Và kể từ khi Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế như là WTO hay là các diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế, thì Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước lân cận và trên toàn thế giới. Từ đó, vận tải cảng biển ở Việt Nam cũng trở nên nhộn nhịp hơn, góp phần đẩy nhanh tăng cường hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam. Nhưng bên cạnh những thuận lợi thì cảng biển của Việt Nam cũng có không ít những khó khăn phải đối mặt, như là cơ sở hạ tầng giao thông vận tải chúng ta còn khá là yếu kém, và điều này đã làm cho chi phí của dịch vụ logistics cao lên, làm ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như hiệu quả của dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam. Không như vậy, cảng biển của ta vẫn chưa thể đáp ứng được hết các nhu cầu lưu thông hàng hóa xuất dở, dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông và ứ động hàng hóa tại các biển. Thứ hai là diện tích cực hẹp của một khu vực thành thị khiến việc mở rộng các kho bãi ở các cảng rất là khó khăn, và phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng liên quan gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Và thứ ba, các phương tiện bốc dỡ và hệ thống hàng kho hàng có năng lực hạn chế làm giảm tốc độ hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua các cảng. Tiếp nữa là mình vẫn còn khá ít các dịch vụ liên quan đến cảng và vận tải biển, và hiện nay thì Việt Nam cũng chưa có một cảng biển trung chuyển tầm cỡ khu vực. Chính điều này đã khiến cho hàng hóa xuất khẩu đi thị trường Tây Âu hay là Bắc Mỹ phải trung chuyển qua các cảng Singapore hay Malaysia, làm cho chi phí vận tải tăng lên đến 20%. Ngoài ra thì Việt Nam mình cũng thiếu các cảng nước sâu cho các tàu hải lớn ra vào nữa. Bên cạnh đó, tôi có cảng biển của nước ta cũng chưa có phù hợp. Hầu hết các cảng biển ở Việt Nam hiện nay là cảng tổng hợp và cảng chuyên dụng, rất ít các cảng container. Trong khi nhu cầu sử dụng cảng container thì ngày càng tăng cao, chỉ có một số ít cảng như là cảng Tân Tân cảng Cát Lái, Cái Lông, Tiên Sa đã được trang bị các thiết bị xếp dỡ container, nhưng mà số lượng vẫn còn quá ít. Cảng Tân cảng Cát Lái là cảng container lớn nhất, tuy nhiên vẫn chỉ tương đương với một cảng trung bình ở Singapore. Nhưng chúng ta còn vướng nhiều các yếu tố như thiên tai, tài lũ, sóng thần, nhân dân có thể khiến thời gian hợp đồng xuất khẩu của ta kéo dài, bị tổn thất đáng kể. Nhìn chung thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam mình qua cảng biển cũng gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại ha. Nhưng song thì mình vẫn còn khá nhiều thuận lợi và cơ hội để phát triển mạnh mẽ, ta biết khắc phục các khó khăn và tận dụng mọi cơ hội. Chương trình bài của tiên là đến đây là kết thúc. Nếu các bạn